Chào mọi người nha, tập này thì Phúc vẫn đang có mặt ở Victoria Phan Thiết. Đây là bạn Nguyễn Xuân Cương, một trong những bạn nhân viên rất là tích cực của Victoria Phan Thiết. Nguyễn Xuân Cương đúng không? Dạ đúng rồi, Nguyễn Xuân Cương. Dạ Nguyễn Xuân Cương à, tại Cương lên à. Người ta nói Cương lên cho bác sĩ Cường, dạ. Quá đẹp ha. Bây giờ thì anh muốn Cương chia sẻ thêm một tí là những cái địa điểm du lịch nổi tiếng của chúng ta ở Phan Thiết này. Khi mà mình đến Phan Thiết thì chúng ta sẽ có rất là nhiều địa điểm để chúng ta tham quan, giống như là như chúng ta đã tìm hiểu một số thông tin trên mạng thì mình sẽ có là đồi cát trắng, đồi cát đỏ, hay là người ta còn gọi là bào trắng và đồi hồng. Ngoài ra thì còn có cái làng chài và suối tiên. Thì đây là bốn cái địa điểm mà mỗi khi khách du lịch đến đây thì người ta sẽ tham quan nhiều nhất. Hôm qua mình đi bào trắng mình thấy là nó rất là nhiều cái bãi cát trải dài đẹp, đúng không? Vâng. Tôi là từ ở Victoria Phan Thiết mình tới Bào Trắng thì nó sẽ cách bao nhiêu xa mà đi bằng những phương tiện gì? Thì cái đoạn đường mà từ Victoria Phan Thiết cho tới Bào Trắng thì nó tầm khoảng 45 km. Thì mình thường thì mình đi xe đó đến đó thì tầm 40 phút hoặc là 40 phút hơn. Thì để di chuyển đến đó thì mình có thể là mình đi theo xe jeep mình đi, hoặc là mình có thể đi phương tiện là xe máy. Xe máy thì mình có thể thuê, hoặc là mình nếu mà có phương tiện sẵn thì mình có thể đi ra đó luôn. Giá cả thì sao hả Cương, hay là được free luôn? Thì nếu như mà mọi người đến tại Victoria Phan Thiết á, mà mình đặt luôn cái tour á, thì giá của cái tour nó đã bao gồm xe jeep cho mình luôn rồi. Trong đó thì cái giá tour còn đã bao gồm vé vào cổng và nước trong quá trình mình đi chơi. Ngon lành ha. Vâng. Còn với đồi hồng hay đồi cát đỏ thì sao? Đồi hồng, đồi cát đỏ thì nó cũng đã một cái tour ở Victoria thì đã bao gồm những cái địa điểm đó cho mình rồi. Thì một cái tour trọn gói như vậy thì mình sẽ đi hết tất cả 40 điểm như vậy. Có nghĩa là nếu như mọi người ở đây thì mình sẽ mua theo tour như vậy. Vâng. Nhưng nếu anh ở ngoài, vâng, anh cũng muốn book tour đi như vậy thì có thể là giá nó dao động như thế này. Thì nếu như mà mình không phải là khách lưu trú tại khách sạn á, thì thứ nhất là mình có thể đến trực tiếp với khách sạn, thì khách sạn sẽ có nhân viên hỗ trợ trực tiếp cho mình về thông tin địa điểm để cho mình có thể có một cái nhìn khái quát về cái địa điểm ở đây trước. Rồi nếu như mình có nhu cầu mình đặt tour ở đây thì khách sạn cũng sẽ cung cấp cho mình một cái tour giống như là khách đang lưu trú tại khách sạn. Và ngoài ra đó thì là cái thời điểm nào là thời điểm mà đông khách nhất khi mà mình muốn đi tới Phan Thiết? Hay như Cương ở đây bao nhiêu năm mình được thấy như thế nào? Thì về cái đặc điểm khách du lịch ở đây thì ở tại Bình Thuận này nói chung và Mũi Né này nói riêng thì mình khách du lịch có thể đi hầu như là quanh năm. Nhưng mà cái thời điểm mà hợp lý nhất cho khách du lịch nội địa của chúng ta thì mình sẽ thường đi vào mùa hè. Vào cái thời điểm đó thì thứ nhất là cái điều kiện thời tiết, về giá cả, về mọi thứ đi kèm thì nó rất là phù hợp cho mình. Trước khi có dịch đó thì anh thấy là mùa này nè, khách nước ngoài, khách Nga tới rất là đông. Và sau đó thì là thấy chính thức, ví dụ như các cái nghỉ hè ở đầu khách du lịch Việt Nam. Vâng. Em có thấy nhận định như vậy không, hay là nó sẽ khác đi một tí? Dạ đúng rồi anh, thì theo như cái sự phân bổ về cái lượng khách du lịch ở đây thì nó sẽ thường thì sẽ chia ra làm hai cái mùa chính, cái mùa khách du lịch nước ngoài và khách nội địa. Thì thường thì cái mùa khách du lịch nước ngoài thì thường sẽ bắt đầu vào cái dịp mà mùa đông ở bên nước họ bắt đầu diễn ra. Thì bên mình thì nó dao động từ tầm tháng cuối tháng 10 cho tới tháng 4. Đó là cái thời gian cho khách nước ngoài người ta lưu trú ở đây. Mình sau cái khoảng thời gian đó thì là cái thời điểm cho khách du lịch nội địa, có thể là khách Việt Nam, Hàn Quốc, Trung Quốc. Ngoài bào trắng với lại đồi cát đỏ hay đồi hồng thì chúng ta còn có những cái địa điểm du lịch nào nổi tiếng là đẹp của Phan Thiết nữa? Vâng, thì ngoài những cái địa điểm mà mình đã nói trên ra thì mình còn có một cái cái gì? Mình còn có mũi cây gà. Mũi cây gà thì mình có một cái ngọn hải đăng, đó là cái ngọn hải đăng lâu đời nhất và là một trong những ngọn hải đăng cao nhất ở Việt Nam. Ngoài ra thì mình còn có khu du lịch Tà Cú. Thì trên cái khu du lịch đó thì có một cái ngôi chùa nằm lưng chừng núi.
mình cũng có thể trải nghiệm cái dịch vụ cáp treo từ dưới chân núi cho đến cái lưng chừng núi đó. Thì trên cái chùa nằm ở lưng chừng núi đó thì có một cái tượng Phật nằm rất là nổi tiếng, và nếu như mà mình muốn hành hương thì mình cũng thể, đó là cũng là một cái địa điểm tuyệt vời cho mình bên đó. Ok. Rồi bên cạnh đó thì ở đây nó có những cái đặc sản gì để mà khi người ta tới với lại Phan Thiết hay là phía ta ra Phan Thiết người ta đi thưởng thức nè, để cho nghe nhà ăn uống rồi mọi thứ nha. Vâng, thì khi mà khách du lịch đến đây thì cái điều đầu tiên nhất mà ai cũng không thể bỏ qua đó là hải sản. Cái đặc điểm hải sản ở đây rất là tươi, ngon và giá cả rất là phải chăng. Hải sản ở đây rất là đa dạng mà chủng loại, là có thể ăn tôm hùm, cá mú, tôm các loại. Đặc biệt là mình có thể tự đến cái cảng đó, thì tại những cái cảng này thì cá nó sẽ vào trực tiếp luôn, mình có thể tự mua và có thể nhờ cái hàng quán tại chỗ người ta chế biến trực tiếp cho mình luôn. Quay vòng trong mặt. Ngoài ra ngoài hải sản là còn gì đặc sản nữa nè? Ngoài ra thì mình cũng có thể tham quan những cái vườn trái cây ở đây, như giống như là vườn thanh long, đặc biệt là thanh long, hoặc là mình đi vào những cái thời điểm mà thanh long ở đây nó có diễn ra cái vụ mùa trái vụ á, thì mình cũng có thể đi thêm cái gọi là mình đi vào ban đêm á để mình xem thanh long nó trong đèn như thế nào. Và rất là đặc biệt khi mà mình chọn một cái vị trí cao để mình nhìn xuống, mình có cảm giác giống như là mình đang ở một cái Đà Lạt thứ hai vậy. Tại vì khi mà mình tới Đà Lạt thì mình nhìn xuống thung lũng thì có một cái nhiều cái nhà mà đèn lấp lánh, thì ở đây cũng giống như vậy. Ok. Rồi, cảm ơn Cương nha, tinh thần là như vậy. Thế nào mọi người tới đây, Phương Cương có Facebook Cương không? Mình có Facebook nhé, Facebook của mình là tên là Xuân Cương luôn. Xuân Cương luôn, số điện thoại gì, đường dây nóng hay gì không? Hoặc là có thể gọi điện trực tiếp cho mình qua đường dây nóng 0934052833 nha mọi người. Wow, có thể là được hướng dẫn tận tình khi đến với Victoria Phan Thiết. Em làm đây được lâu chưa? Em làm ở đây là hơn 2 năm rồi. 2 năm, có gia đình chưa? Dạ em chưa có gia đình. Chưa có gia đình nha mọi người ơi, cho nên thành ra tranh thủ nha. Cái đối tượng em, mẫu người bạn gái của em là như nào, tiêu chuẩn sao? Thì thật ra thì em cũng không có cái gọi là cái tiêu chuẩn về bạn gái. Nói chung là đẹp là được hả? Không phải là đẹp là được mà là hợp là được. Cao thấp không quan trọng đúng không? Đẹp xấu quan trọng là hợp là được, có duyên ha. Vâng. Ok, cảm ơn Cương nhiều và hy vọng mọi người sẽ tiếp tục theo dõi ủng hộ các cái clip, các hành trình trải nghiệm tiếp theo của Phúc tại Victoria Phan Thiết. Và nhớ like, share và subscribe kênh YouTube MC Duy Hồng Phúc nha, nhớ subscribe nha, like chưa? Dạ, em subscribe rồi. Subscribe rồi, ok. Chào Cương nha, bye bye. Bye bye mọi người. Bye bye.